Nga tấn công hiệu quả, đạt bước tiến đáng kể ở Makivka, sát Krasny Liman và Izium. Chuyên gia và lính NATO hoạt động cho Ukraine thiệt mạng tại Kharkov. UAV Lancet của Nga thiêu dụi hàng nghìn xe bọc thép phương Tây hỗ trợ Ukraine. Bộ trưởng Israel muốn người Palestine rời hẳn Gaza. Mỹ phản ứng mạnh. Nhật mở điều tra vụ máy bay dân dụng A350 bốc cháy. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cập nhật tình hình xung đột Nga-Ukraine. Truyền thông Nga đồng loạt đưa tin đánh giá cao hiệu quả tấn công của các lực lượng Nga trong khu vực hoạt động theo hướng Krasnilyman. Theo Top trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đã hoạt động tích cực tại khu vực làng Makivka. Các đội hình của Liên bang Nga với sự hỗ trợ tích cực của pháo binh đã tiến dọc theo chiều dài mặt trận lên tới 1 km Tuyến tiến công lớn nhất cách con đường nối Makivka với Polochanka khoảng hơn 1 km về phía nam do quân Nga kiểm soát. Phải nói thêm rằng khu định cư Makivka là khu vực quan trọng đối với quân đội Ukraine. Ngôi làng nằm cạnh những con đường dẫn đến quần Krasnidiman và Izium. Các trang quân sự uy tín cho biết, quân đội Nga hiện đang kiểm soát vị trí gọi là khe núi Makivka và các đồn điền rừng. Trước đó, trang Power Block đưa tin Lính của Nga hoạt động ở Ukraine đã bị tiêu diệt gần Makivka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk-Lihai. Liên quan tới nhân sự của NATO hoạt động ở Ukraine, theo kênh Telegram của phóng viên quân sự Slavkov, các chuyên gia và binh lính của khối này thiệt mạng tại Kharkov, đang được chuyển tới rumani. Phóng viên quân sự Slavkov tiết lộ trên kênh Telegram, dựa trên tin nhắn thoại của chuyên gia Alekine, người này đã đưa ra phân tích chi tiết về vụ tấn công của Nga vào khu vực Kharkov nội dung trao đổi cho thấy hiện tại các quyết định quan trọng của bộ chỉ huy lực lượng vũ trang ukraine không chỉ được đưa ra ở kiev mà còn ở kharkov đó là lý do tại sao mục tiêu chính của cuộc tấn công của nga là mục tiêu của địch nằm ở địa phương này do đó quân đội nga không chỉ tấn công khách sạn kharkov place mà còn các khách sạn khác nơi lực lượng lính đánh thuê đóng quân khách sạn saliut bên cạnh nhà máy sản xuất xe tăng khách sạn du lịch trên đại lộ Moskovsky và khách sạn ituris cũ trên đại lộ gagarin đã trở thành mục tiêu không kích của nga sau các cuộc tấn công, giới lãnh đạo Kiev đã tổ chức đưa thi thể của các chỉ huy và huấn luyện quân sự NATO thiệt mạng, cũng như các tướng lĩnh bị thương về hậu tuyến. Những người thiệt mạng này đã được đưa lên chuyến bay đặc biệt tới Ba Lan, rồi sau đó di chuyển tới Rumani. Nguồn tin cho biết thêm rằng quân đội Nga đã phá hủy khách sạn, nơi không chỉ có lực lượng nước ngoài của lực lượng vũ trang Ukraine, mà còn cả các chuyên gia NATO đang sửa chữa các thiết bị quân sự bị hư hỏng, cần được khôi phục. Ông Sablin cho biết, hàng nghìn xe bọc thép đã bị thiêu rụi đặc biệt là bằng các UAV Lancet. Gần như tất cả phương tiện phương Tây đến tay Ukraine sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra đều đã bị phá hủy. Theo ông, quân đội Ukraine coi các phi công điều khiển UAV Lancet là những mục tiêu chính. Tuy nhiên, các lực lượng của Kiev tiếp tục chịu tổn thất do UAV cảm tử này, bất chấp nỗ lực tấn công các phi công điều khiển. Ngoài ra, ông Saplin còn tiết lộ, các lực lượng Nga cũng sử dụng UAV để xóa sổ các kho đạn và bốt chỉ huy của Ukraine. UAV cảm tử Lancet được các nhà phân tích quân sự coi là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà các phương tiện hạng nặng của Ukraine phải đối mặt trên chiến trường. Được sản xuất bởi một công ty con của Kalashnikov, UAV này có hai phiên bản với tải trọng 1 kg và 3 kg. Mới đây, Nga đã cho ra mắt phiên bản tiên tiến của UAV Lancet có thể thoát khỏi hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine. Đầu đạn của UAV Lancet mới dường như kích nổ trên không trước khi phóng đầu đạn mang chất nổ về phía mục tiêu. Phiên bản này khác với các mẫu lan xét trước đó sử dụng các đầu đạn phát nổ khi va chạm, vốn có thể vướng vào lưới phòng không kim loại và kích nổ không đúng cách. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, phi đoàn của tiêm kích Su-25 đã tấn công các thành trì và lực lượng của đối phương trong khu vực Donetsk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa không dẫn đường S-8. Các mục tiêu bị tấn công từ độ cao rất thấp, khoảng 26 mét. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ hai tên lửa Toshka-U của Ukraine và bảy tên lửa sử dụng cho hệ thống Oka ở khu vực Belgorod. Ông Dmitry Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đang chờ đợi các nước phương Tây phản ứng và có biện pháp quyết đoán sau một cuộc tấn công quy mô lớn khác của Nga vào Ukraine hôm 2 tháng 1. Trả lời giới truyền thông, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho rằng Nga đã gia tăng hành động chống lại Ukraine. Vừa qua là vụ tấn công tên lửa hàng loạt thứ hai chỉ trong 4 ngày. Cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Người dân, bao gồm cả trẻ em, bị thương và thiệt mạng. Chúng tôi hy vọng tất cả các nước lên án mạnh mẽ vụ tấn công và có hành động kiên quyết. Ông Kuleba cho rằng thế giới có thể thực hiện 5 biện pháp ngay bây giờ, đẩy nhanh việc cung cấp thêm hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine, cung cấp cho Ukraine các loại máy bay không người lái chiến đấu, cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa có tầm bắn trên 300 km, chấp thuận việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp Ukraine, cô lập các nhà ngoại giao Nga ở các thủ đô và tổ chức quốc tế liên quan. Ông Kuleba nhấn mạnh, Moscow phải nhận ra rằng cộng đồng quốc tế sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine vào sáng sớm mùng 2 tháng 1. Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi ở các quận Pechersky, Obolonsky, Holosivsky và Sviatonsky của thủ đô Kiev. Thành phố khắc Cốc cũng bị tấn công dữ dội. Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng người Nga đã phóng 99 tên lửa các loại vào Ukraine trong đêm mùng 1, mùng 2 tháng 1, trong đó 72 tên lửa bị phá hủy. Brian Gebring, đại sứ Mỹ tại Ukraine cho biết, việc hỗ trợ Ukraine ngay bây giờ là khẩn cấp và quan trọng. Ngoài ra, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu F-16 sau các cuộc tấn công quy mô lớn hôm qua của Nga. European Bravada đưa tin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lên án vụ tấn công tên lửa quy mô lớn nhất của Nga và Ukraine vào sáng ngày 2 tháng 1. Bà chia sẻ rằng, với mẫu tên lửa, phía Nga cho thấy họ như thực sự muốn hủy diệt Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho biết, các hệ thống phòng không Patriot và Iris T được đồng minh tặng cho Kiev đã cứu nhiều mạng sống mỗi ngày. Bà báo kết luận, chúng tôi sẽ sát cánh với người dân Ukraine miễn là họ cần điều đó, cho đến khi có thể thực hiện được cuộc sống hàng ngày mà không còn sợ hãi. Liên quan tới các đợt không kích chưa từng có trong hai ngày qua của Nga, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Zaluzhny cho biết, phòng không nước này đã lập kỷ lục bắn hạ số lượng lớn tên lửa đạn đạo siêu vượt âm KH-47M2 Kinzhan của Nga. Theo đó, Ukraine sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, đánh chặn thành công toàn bộ 10 trên 10 tên lửa siêu vật âm Kinzhan. Ông Zaluzhny đánh giá thêm, nếu các tên lửa của Nga bắn trúng mục tiêu, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tổng tham mưu trưởng cảm ơn các đồng minh của Kiev đã cung cấp các hệ thống phòng không, tuy nhiên nước này cần nhiều hệ thống hơn. Ông viết, không có lý do để tin rằng đối phương sẽ dừng lại ở đây, vì vậy chúng tôi cần thêm hệ thống và đạn dược cho chúng. Nghị sĩ đảng xanh của Đức Sebastian Schaper mới đây cho hay, Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc xe tăng Leopard 2A6 do Đức chuyển giao có thể hoạt động. Nhiều chiếc như đã bị hư hỏng trong chiến đấu nhưng thời gian sửa chữa bị kéo dài do không có đủ phụ tùng thay thế. Chính trị gia đảng xanh Sebastian Schaffer cho biết, việc thiếu phụ tùng thay thế đã khiến xe tăng Leopard 2A6 kẹt lại trong các cơ sở sửa chữa và không thể quay trở lại chiến trường ở Ukraine. Leopard 2A6 nằm trong số những xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất trong kho vũ khí của Đức và được một số chuyên gia nhận định có thể là vũ khí thay đổi cuộc chơi ở Ukraine. Đức tuyên bố chuyển 18 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine vào tháng 3 năm 2023. Theo hãng tin DPA của Đức, trong một lá thư gửi cho các công ty vũ khí Dramento và KMW đầu tuần này, ông Schaffer thông tin rằng hầu hết xe tăng Leopard 2A6 hiện đang ở cơ sở sửa chữa tại Litva. Lá thư có đoạn, Thật không may, hiện chỉ còn một số lượng rất ít xe tăng chiến đấu Leopard 2A6 mà Đức đã chuyển giao vẫn còn sử dụng được ở Ukraine. Nghị sĩ Đảng Xanh cho hay, việc sửa chữa mất rất nhiều thời gian do thiếu phụ tùng thay thế. Ông Schaffer cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tự sửa chữa xe tăng, nhưng nỗ lực này chỉ gây thêm thiệt hại. Ông cũng kêu gọi đào tạo tốt hơn và hướng dẫn bổ sung cho quân đội Ukraine để tránh tình trạng tương tự trong tương lai. Ngoài 18 xe tăng Leopard 2A6, Đức và các nước khác đã cung cấp cho Ukraine khoảng 90 biến thể 2A4 và hơn 100 biến thể Leopard 1A5. Trong vòng vài tuần sau khi xuất hiện trên chiến trường vào đầu năm 2023, lực lượng Nga đã phá hủy một số xe tăng Leopard bằng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử. Nga cũng thu giữ ít nhất hai xe tăng Leopard 2 còn nguyên vẹn. Tháng trước, một tờ báo lớn của Đức đưa tin, Ukraine hiện không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu xe tăng do Đức sản xuất, mà còn thiếu nhân lực vận hành chúng. Cập nhật chiến sự Israel-Hamas. Theo AFP, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Matt Miller vừa cho hay, Washington bác bỏ những tuyên bố gần đây của các bộ trưởng Israel, Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Ông Miller cho rằng những tuyên bố từ Israel mang tính kích động và vô trách nhiệm. Ông này đồng thời nhắc lại quan điểm rõ ràng, nhất quán và dứt khoát của Washington rằng Gaza là đất của người Palestine và vẫn sẽ là đất của người Palestine với việc Hamas không còn kiểm soát tương lai của vùng này và không có các nhóm khủng bố có thể đe dọa Israel. Các chuyên gia cho rằng thảm họa Nakba tái diễn sau phát ngôn của Bộ trưởng Israel. Israel đã đơn phương rút binh sĩ và người định cư cuối cùng khỏi Gaza vào năm 2005, chấm dứt sự hiện diện bên trong Gaza bắt đầu từ năm 1967, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với biên giới của nơi này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros vừa lên án các vụ tấn công của Israel nhằm vào trụ sở của tổ chức trang lưỡi liềm đỏ Palestine ở giải Gaza. Ông Tedros bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công tại bệnh viện Al-Aman do PRCS điều hành ở giải Gaza ngày 2 tháng 1, trong bối cảnh người dân ở giải đất này đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo thảm khốc. Ông cho biết, bệnh viện này đang là nơi trú ẩn của 14.000 người. Người đứng đầu WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza, đồng thời hành động khẩn cấp để cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và nước uống cho người dân tại vùng lãnh thổ này. Trước đó cùng ngày, PRCS cho biết trụ sở chính của tổ chức này ở thành phố Khan Yunis, phía nam giải Gaza, đã hứng chịu hai vụ tấn công của Israel, khiến 5 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương và nhiều người khác phải di rời. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về tình hình xấu đi nghiêm trọng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở giải Gaza kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Hiện chỉ còn một số ít bệnh viện trên toàn Gaza hoạt động. Tất cả những bệnh viện này đều tập trung ở phía nam của khu vực và đều trong tình trạng quá tải, cũng như hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột. Chủ tịch Đại học Harvard danh tiếng Klaus Rindley vừa tuyên bố bà sẽ từ chức chỉ sau 6 tháng làm hiệu trưởng ngôi trường danh giá này, trong bối cảnh đang có một cơn bão tranh cãi tại đây. Bà Gay viết trong một bức thư gửi cộng đồng Harvard, với trái tim nặng chiếu nhưng tình yêu sâu sắc dành cho Harvard, Tôi viết thư để chia sẻ rằng tôi sẽ từ chức hiệu trưởng. Sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên của tập đoàn, rõ ràng rằng việc tôi từ chức là vì lợi ích tốt nhất của Harvard để cộng đồng của chúng tôi có thể điều hướng thời điểm thử thách đặc biệt này bằng cách tập trung và tổ chức hơn là bất kỳ cá nhân nào. Gay không cho biết khi nào bà dự định chính thức từ chức, nhưng bà mô tả quyết định này là khó khăn không thể diễn tả bằng lời. Việc bà gây từ chức diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn tột độ tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ và đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch của Tổng thống Đen đầu tiên và người phụ nữ thứ hai trong lịch sử gần 400 năm của Harvard. Cuộc tranh cãi xoay quanh Harvard đã thu hút các CEO, tỷ phú, các nhà tài trợ quyền lực và thậm chí cả lãnh đạo quốc hội. Trong một lá thư trả lời, tập đoàn Harvard đã bảo vệ gây và cho biết họ chấp nhận đơn từ chức của bà với nỗi buồn. Tập đoàn, cơ quan quản lý của trường đại học cho biết bà đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể khi đối mặt với các cuộc tấn công cá nhân sâu sắc và kéo dài. Được biết, bà Gay đã bị hủy hoại một phần bởi vụ bê bối đạo văn đang diễn ra và một phiên điều trần quốc hội gây cấn hồi tháng 12 năm 2023. Trong đó, bà và các hiệu trường trường đại học khác đã không nói rõ ràng rằng những lời kêu gọi diệt chủng người Do Thái cấu thành hành vi bắt nạt và quấy rối trong khuôn viên trường. Căng thẳng đã nảy sinh tại một số trường đại học sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas chống lại Israel. Đã có hàng trăm cuộc biểu tình và phản đối diễn ra trong khuôn viên trường đại học. Một số trong số đó đã trở nên bạo lực kênh Channel News Asia dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản sẽ đảm nhận việc điều tra với sự tham gia của các cơ quan chức năng Pháp và Anh. Hai quốc gia là nơi chế tạo chiếc Airbus A350 gặp nạn và nước sản xuất động cơ Rolls-Royce cho máy bay. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiện còn quá sớm để xác định được nguyên nhân và hầu hết các vụ tai nạn đều do nhiều yếu tố gây ra. Dự kiến, các điều tra viên sẽ xem xét những hướng dẫn được đưa ra bởi bộ điều khiển của chiếc máy bay A350 và phi cơ cỡ nhỏ của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cũng như kiểm tra các chi tiết về hệ thống trên máy bay và sân bay. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên nhóm điều tra cần làm là tìm lại hộp đen lưu trữ dữ liệu bay và băng ghi âm giọng nói trong buồng lái. Một số chuyên gia về hàng không nhận định rằng có thể coi vị trí xảy ra tai nạn là bằng chứng vật lý, trong khi các dữ liệu về radar, lời kể nhân chứng hay cảnh quay camera có sẵn sẽ giúp nhiệm vụ điều tra dễ dàng hơn. Theo đài NHK máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines vào tối mùng 2 tháng 1 theo giờ Tokyo đã bất ngờ bốc cháy trong lúc đang hạ cánh trên đường băng của sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Rất may, toàn bộ 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, 5 trên 6 người có mặt trên máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!